Tí ở à, sao giờ đi làm hay là đi qua ngoại? Giờ đi đâu? Ngồi bỏ đi hôm qua cười. Ồ, hôm qua bị ngoại bỏ nhà của mình rồi. Qua bị ngoại bỏ nhà. Qua bị ngoại bỏ nhà phải không? À, giờ làm sao? Giờ đi vô ngoại ha. Giờ đi vô ngoại nha. Nha. Tí muốn đi qua ngoại không? Tí ơi. Tí à. Tí muốn đi qua ngoại không? Thôi. Không đi hả? Muốn đi không? Ở nhà hả? Đi bán supply nha. Thôi. Ôi, đi bán supply nha. Không hả? Nóng quá hả? Ôi, nóng quá hả? Nóng quá mà, ai mà chịu cho nổi. Nghe không?